về cái cách sở di trú xét duyệt hồ sơ đơn I-526, đơn I-829, theo trao đổi về một số những cái vấn đề nóng về EB5 hiện nay, đặc biệt là những hồ sơ từ Việt Nam. Và chúng ta có sự tham gia của anh Phương là luật sư di trú hãng luật KOD. Anh là top 5 Rising Star, là những luật sư ưu tú trên toàn cầu, được bình chọn bởi tạp chí You Global. Và ngày hôm nay trước cũng hân hạnh giới thiệu là chị Lan Anh, giám đốc pháp lý, người trực tiếp mà quản lý và xử lý hơn 400 bộ hồ sơ EB5 ở Việt Nam. Chúng ta cùng nhau ở đây ngày hôm nay để trao đổi về chương trình EB5 và một số những nội dung mà các nhà đầu tư rất là quan tâm. Và xin được giới thiệu về anh Greg Sharon. Thì anh Greg Sharon là cựu viên chức của phòng IPO, là phòng xét duyệt hồ sơ EB5, chương trình đầu tư định cư Mỹ, và làm việc tại USCIS là Sở Di trú Hoa Kỳ. Chính anh là thường xuyên đạt những cái danh hiệu, những cái giải thưởng của Sở Di trú về việc đổi mới và sáng tạo, cũng như là anh là người quản lý và hơn 15 năm kinh nghiệm khi là người USCIS Adjudicator, là người trực tiếp xử lý hồ sơ, cũng như đã xử lý hơn 1.000 hồ sơ I-526, I-829. Và ngày hôm nay là chúng ta sẽ có một buổi tọa đàm dài 1 tiếng 15 phút, bao gồm 1 tiếng trao đổi và 15 phút để hỏi đáp những cái câu hỏi mà các nhà đầu tư quan tâm. Các anh chị tham gia Zoom ngày hôm nay hay là các anh chị có xem trên Facebook, các anh chị nếu có câu hỏi nào muốn hỏi trực tiếp luật sư, trực tiếp đại diện của Sở Di trú, thì chúng ta cũng có thể đặt câu hỏi để chúng ta cùng nhau thảo luận nha các anh chị. So hi Anh Phương, Alice and Greg. It's our honor to having you today. Thank you for your time. And today we are here with some our existing investors and also our new investor who would love to learn more about the EB5 and how the USCIS see a EB5 petition to get approved or to deny. So could you please introduce yourself a bit and then we can start right on some of the questions that we can discuss. Sure. Yeah, as you mentioned, my name is Greg Sheehan, and I used to work at the Immigrant Investment Program Office. Prior to that, I was an immigration attorney myself, and I joined the government as an asylum officer. I was a field office supervisor, but since 2018, I was at the Immigrant Investment Program Office. I had diverse experience there, working on 526 forms, 829s, 924s, 924As. Did a little bit of policy work. I had a child and took time off. It was a program lapse. We got furloughed. There was a hiring freeze. I was the union steward. I've been through a lot at IPO. So let's get started. Yeah. So let me have some time to translate it. Anh Greg Sharon, bên cạnh là luật sư di trú tốt nghiệp ngành luật á. Ở Hoa Kỳ thì anh đã có hơn 15 năm công tác tại Sở Di trú Hoa Kỳ và làm việc tại phòng IPO, là phòng Investment Program Officer, là phòng dành riêng để xét duyệt những bộ hồ sơ EB5, bao gồm việc xét duyệt các loại đơn I-526, I-829, I-485, I-924, xét duyệt cả hồ sơ của nhà đầu tư và hồ sơ của trung tâm vùng. Thì ngày hôm nay anh cũng rất là vui, anh đã nghỉ hưu rồi các anh chị, cho nên mới có thể tham gia giao lưu cùng với chúng ta. Thì vừa mới nghỉ hưu nhưng mà kinh nghiệm của anh trong suốt quá trình làm việc rất tin chắc là sẽ giúp ích cho chúng ta rất là nhiều trên khía cạnh của việc nhìn nhận của Sở Di trú với một bộ hồ sơ EB5. So thank you, Greg. Hi, Anh Phương, how are you today? Hey, I'm good, I'm good. Thank you for having me. So I'm Phương, I'm one of the founding members of KLD. We're an EB5 law firm. We've done over 5,000 cases in EB5, over 400 from Vietnam, and we're heavily involved with the project side work as well. We met Greg, and we thought he'd be a great resource because essentially Greg has been heavily involved in EB5 on the government level since well before 2018 till now. So we know a lot of investors have questions about how would USCIS view my case? What issues are important, and we thought there'd be no better person than someone who's actually been there. Yeah. Thưa các anh chị, anh Phương là luật sư di trú của hãng luật KOD. Anh là thành viên sáng lập và hãng luật KOD đã có kinh nghiệm thụ lý trên 5.000 hồ sơ, cũng như cố vấn những dự án để nhận vốn đầu tư EB5. Thì bên cạnh việc lắng nghe tư vấn của đơn vị tư vấn của chuyên gia di trú như chúng tôi,
của luật sư di trú như là anh Phương sẽ rất là tốt nếu mà anh chị có được góc nhìn từ cả sở di trú, đúng không ạ? Chúng ta đi cùng với một chương trình, với một yêu cầu nhất định, với một mục đích nhất định của chính phủ để thu hút những người dân nhập cư, để đưa ra những cái yêu cầu. Như vậy thì chắc chắn chúng ta cần biết rằng sở di trú họ cần gì trong một bộ hồ sơ và mục đích tại sao họ cần cái điều đó để chúng ta đáp ứng một cách tốt nhất. Tại sao có những hồ sơ thành công? Nhìn chung với EB5 thì 90-95% là tỷ lệ thành công chung, là tỷ lệ xét duyệt chung cho bộ hồ sơ. Nhưng tại sao vẫn có 5% hay là 10% không được chấp thuận, là bị từ chối? Hay là rất nhiều hồ sơ gặp những cái RFE, những cái Request for Evidence làm cho hồ sơ nó dài ra, hay là có những cái hồ sơ gọi là bị treo rất là lâu trên sở di trú mà vẫn chưa được biết đến. Như vậy thì những cái vấn đề đó, lý do là ở đâu và làm thế nào chúng ta có giải pháp để chúng ta khắc phục nó, chuẩn bị một bộ hồ sơ ngay từ đầu. Và những anh chị chúng ta đang gặp một số những vấn đề nêu trên đó, thì chúng ta cũng có một số những cái lời khuyên, những cái giải pháp cho chính cái bộ hồ sơ của mình. Đứng về phía cạnh xử lý hồ sơ đó chị Lan Anh, thì theo chị á, thì những cái vấn đề mà nhà đầu tư EB5 á, cần quan tâm về khía cạnh hồ sơ á, những nhà đầu tư ở Việt Nam á, là gì? Cảm ơn Judy. Đầu tiên thì cho phép Lan Anh gửi lời chào đến các anh chị đang tham gia vào Zoom cũng như là các anh chị đang có theo dõi trên Facebook. Thank you anh Phương, thank you Rex for your time today. Liên quan đến câu hỏi mà Judy có đề cập thì thực sự đây là cái câu hỏi mà Lan đã nhận được rất là nhiều, gần như là các khách hàng nào khi mà đến với Citizen Pathway khi mà hỏi về việc là hồ sơ anh chị có làm được hay không, anh chị chỉ có cái phần tài sản như vậy thì có làm hay không, thì cái phần để mà mình liên quan đến việc là ok, hồ sơ của mình có làm được hay không, có cái điều gì cần phải lưu ý, thì đầu tiên á, các anh chị cần phải lưu ý là từ trước đến nay sở di trú luôn quan tâm đến việc là dòng tiền cũng như là nguồn tiền ban đầu của quý anh chị có là một cái nguồn tiền hợp pháp hay không. Để mà mình chứng minh được nó có hợp pháp hay không á, thì sở di trú sẽ cần quay ngược trở lại một chút là ok, mình dùng tài sản là bất động sản hay là mình dùng tài sản là từ nguồn thu nhập hiện tại của mình, từ mình đi làm, từ doanh nghiệp mình đang là sở hữu, nó có phải là một cái nguồn tiền đã được anh chị đóng thuế đầy đủ không? Nó phải là một nguồn tiền rõ ràng anh chị nhận được trên tài khoản ngân hàng chẳng hạn. Và khi mà mình chứng minh được một cái nguồn tiền ban đầu rõ ràng như vậy, có nguồn gốc như vậy, thì sau đó mình chỉ việc là chuyển cái khoản tiền mà mình sử dụng được tại Việt Nam đó, cái khoản tiền tương ứng với 800.000 theo quy định hiện nay, để mà chuyển vào tài khoản của bảo chứng, tài khoản liên quan đến công ty mà anh chị đầu tư. Thì để mà trong cái quá trình xuyên suốt làm như vậy, thì đối với cái nguồn tiền tại của người Việt Nam đi, Lan Anh sẽ chia sẻ một cách sâu hơn. Đối với riêng hồ sơ Việt Nam thì thông thường hai câu hỏi lớn nhất mà các khách hàng hay hỏi, đầu tiên là anh chị không còn giữ giấy tờ gì hết thì sẽ như thế nào? Thì tất nhiên là với cái kinh nghiệm mà Lan Anh cùng với đội ngũ mình đã làm nhiều năm á, thì cái việc mà mình cần phải có các giấy tờ bổ sung này, các giấy tờ thay thế cho việc anh chị không còn lưu giữ các giấy tờ là điều cần thiết, và đội ngũ sẽ hướng dẫn để mà mình có được những cái giải trình phù hợp cho cái việc mình không còn giữ giấy tờ này. Và cái câu hỏi thứ hai mà thông thường các anh chị hay đến với mình và hỏi là ok, theo quy định của chính phủ Việt Nam hay là của ngân hàng Việt Nam, làm sao anh chị chuyển tiền được để mà đầu tư bên Mỹ? Thì đây là một cái vấn đề cũng rất là được nhiều anh chị quan tâm. Thì hiện nay đối với cái chính sách của ngân hàng nhà nước cũng như là các cái ngân hàng ở tại Việt Nam á, thì cũng có một vài cái chính sách để mà hỗ trợ anh chị có thể chuyển theo đường gọi là khi mà mình có cái visa hoặc là mình có một cái work permit, thì ngân hàng họ sẽ đồng ý để mà hỗ trợ mình chuyển một cái số tiền tương ứng theo cái hạn mức của ngân hàng. Thì đó là cái cách mà mình có thể thực hiện để vừa đảm bảo được quy định ở Việt Nam cũng như là quy định ở gọi là trong hồ sơ của sở di trú từ trước đến nay. Dạ, cảm ơn chị Lan Anh. Chị Lan Anh vừa chỉ ra một cái điểm mà rất là nóng trong thời gian gần đây, đó chính là vấn đề chuyển tiền, đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Thì đó là một cái vấn đề rất là hot, và cái cách là chúng ta cần phải làm thế nào để chuyển theo đúng quy định của sở di trú là một, đúng luật ở Việt Nam, đúng luật ngoại hối ở Việt Nam, và cái gọi là cái path of fund, cái dòng tiền nó phải rất là rõ ràng. Dạ. Dạ, cảm ơn chị.
Greg, Alice just mentioned about some of the notice that EB-5 investors in Vietnam need to know about the transfer money and about lack of documents when proving the source of fund. So could you please share with us more a little bit about some issues that investors should prepare when filing cases? So what, how about the USCIS point of view, what they need to know and these strategies to avoid some RBs and to maximize the approval? Right. So that's what you want to do is you want to protect your approval, right? Yeah. So the submissions that you present to the United States need to have evidence that is credible, and you need to reach a preponderance of that credible evidence to be approved. And every element of the petition needs to reach that standard. So every case is different when it comes to your source of funds and the path of funds. There could be some similarities from one application to the next, but even from country to country, there's different conditions that underlie the way that money gets from the source to the United States to the project, right? So the only thing in general that it is the most important thing to remember is it's okay to provide more evidence than you think is necessary. They're not going to push your file to the side or treat you in a negative way if you're trying your best, right? But it is also important that the credibility of the evidence is established, that if things can be verified with additional documentation that should be presented. Mm-hmm. And every step of the way, it needs to be connected so that the adjudicator can make the best decision. Mm. Yeah. Thưa các anh chị, Trúc vừa hỏi bác Greg về những cái yếu tố khi mà sở di trú họ nhìn vào bộ hồ sơ EB-5, đặc biệt trong giai đoạn đầu tiên là giai đoạn E-526 đó. Và anh Greg vừa mới chia sẻ với chúng ta là sở di trú ở giai đoạn đầu tiên E-526 họ chỉ xem về hai cái yếu tố quan trọng. Đó là việc chứng minh nguồn tiền là source of fund và chứng minh dòng tiền là path of fund. Dòng tiền là từ lúc anh chị mua cái tài sản, anh chị thành lập công ty, từ đâu anh chị có, cho đến khi anh chị bán cái tài sản đó tăng giá, rồi anh chị chuyển tiền đầu tư như thế nào, hay là doanh nghiệp anh chị có giá trị lợi nhuận cao, anh chị chứng minh về doanh nghiệp và từ đó anh chị dùng cái tiền đó để anh chị chuyển đi, thì nó rất là đa dạng. Mỗi hồ sơ sẽ có một cái đặc điểm hay là một cái cách để chứng minh nguồn tiền hay dòng cái hướng dòng tiền nó khác nhau, và thậm chí mỗi quốc gia thì nó sẽ có một đặc thù riêng. Trung Quốc sẽ khác, Ấn Độ sẽ khác, Việt Nam sẽ khác, ngay cả Hàn Quốc cũng sẽ có một đặc thù khác. Cho nên á, không phải là cái cách nhìn với cái kinh nghiệm của anh trong vai trò là người xét duyệt hồ sơ của sở di trú, thì thường á, những cái viên chức của sở di trú họ không phải là họ nhìn vào và họ thấy thiếu mà họ bác luôn hồ sơ. Dạ không, sẽ có giai đoạn là RFE, là bổ sung hồ sơ, bổ sung những cái bằng chứng cho hồ sơ. Thì miễn là chúng ta bổ sung những cái bằng chứng rất là đầy đủ, nó có cái sự liên quan, nó có cái sự hợp lý, thì viên chức họ sẽ dễ dàng hơn cho cái việc xét duyệt và đưa ra cái quyết định là xét duyệt hay là từ chối một bộ hồ sơ. Yeah. So thank you, Greg. Sarah and Phương, would you ask? I have a question for Greg. Yeah. That I think that a lot of investors have, right? Greg, you've been in EB-5 for years and years and years and years. 2018, you saw a change in everything else. Have you ever seen a perfect EB-5 case? Have you ever seen a Vietnamese EB-5 case with every single document there? I guess that's a good question. We're only looking for preponderance of the evidence. And so there's a saying that perfection is the enemy of the good, where if you try to make everything too perfect, you're wasting time. We only need 50% and one feather above to tilt the scale. So anything that gets there is approvable. Oftentimes, if we see, you know, good law firms with good presentations of evidence, it also helps us mentally take a look at the evaluation of the evidence, because the attorney's role, it, as you know, is to guide us, the adjudicator, from A to B to C, show us where the evidence is, spell out why that evidence is important, and put yourself in the shoes of the adjudicator when you're presenting the evidence, because
the adjudicator who's looking at things quickly may not understand the investor's point of view. And just this happens in all different countries. People have different walks of life. And even though somebody might enjoy similar circumstances, you know, in comparison from A to B, every petition needs to stand on its own to be approvable. In terms of perfect, I've approved a lot of cases, and to me, that's good enough. Yeah, I've never seen a perfect case. So I think that's one of the common fears that people have. I think the important thing is working with an agent, an experienced agent, such as a Citizen Pathway or law firm, that kind of understands for each country, right? What history do they have? What reasonable documents can you get to show that they lawfully earned their money? Do they really have tax returns, right? Because I think a lot of it's like letting USCIS understand not just the investor story, but the story behind, say, Vietnam or India, and how that country has evolved to make it more easy for them to understand. Yeah, please let me translate it first. That's a really good question and answer. Thank you, Phương and Greg. Anh Phương có hỏi Greg về việc mà trong suốt 15 năm và ông đã duyệt hơn 1.000 đơn như vậy, không phải là duyệt, là gọi là đã xem xét hơn 1.000 đơn như vậy, thì có cái bộ hồ sơ nào là hoàn hảo hay không? Thì bác trả lời là chưa có một hồ sơ nào, gọi là không có một hồ sơ nào hoàn hảo cả. Thì rất là khó để nó gọi là hoàn hảo, chỉ là chúng ta có thấy nó hợp lý, thấy nó đủ kết nối hồ sơ để chúng ta có thể duyệt hay không. Thường á, nó chỉ ở cái mức trên 50%, over 50%, right? That you can be approved, that you can approve, yes, that petition. Thì thường nó ở mức trên 50% ở mức độ hợp lý, ở mức độ logic trong hồ sơ á, thì bác đã có thể duyệt được rồi. Và cái giá trị của những cái bằng chứng á, ví dụ bổ sung hồ sơ chứng minh rằng đây là cái giá trị của cái lô đất hiện nay, thì cái bằng chứng nó có thuyết phục hay không, nó có đến từ một cái đơn vị thẩm định nó uy tín hay không, hay là những cái tờ giấy xác nhận, những cái tờ giấy giải trình được ký và được đóng dấu bởi những cái đơn vị thực sự là có liên kết, liên quan khoa học, và những cái giấy tờ nó chứng thực ở quốc gia đó hay không. Thì cái việc này rất là cần, như anh Phương có bổ sung là làm việc với một đơn vị tư vấn có kinh nghiệm ở Việt Nam để mà chúng ta có thể hướng dẫn, chúng ta được hướng dẫn một cách chính xác nhất, tốt nhất trong một cái bộ hồ sơ về phương diện chứng minh nguồn tiền. Dạ. Và phải coi được cả một cái lịch sử, đúng không ạ? Cả một cái lịch sử từ lúc chúng ta bắt đầu cho đến khi mà chúng ta hoàn tất cái bộ hồ sơ để nộp lên sở di trú. Dạ. Rồi chị Alice, you want to add something? Với Lan Anh á, thì thực sự là rất là đồng tình với cái point, cái điểm mà bác Greg với lại anh Phương vừa đề cập. Thì với các hồ sơ mà Lan Anh đã làm qua cùng với đội ngũ á, thì thực sự là 400 hồ sơ thì là 400 cái mẫu đơn nộp lên mỗi hồ sơ là một điểm hoàn toàn khác nhau luôn. Không có hồ sơ nào giống hồ sơ nào. Và thực sự là đúng giống như anh Phương có chia sẻ, là cũng như bác Greg có đề cập á, là để mà cái hồ sơ mình nó mang một cái tính thuyết phục cao hơn, thì việc mà mình đưa ra các cái giải trình từ cái nguồn tiền đầu tiên cho đến khi mà khách hàng sở hữu đủ cái số tiền đi đầu tư á, thì nó đòi hỏi là mình phải đưa ra được những cái hướng giải trình phù hợp từ những cái cơ quan họ chứng thực cho cái hồ sơ của mình. Nó có thể thi thoảng thì mình có sẽ thấy là có một số hồ sơ thì ok, các anh chị đã lấy cái hồ sơ nguồn tiền ban đầu, như là đã đi làm ở một công ty, một ngân hàng chẳng hạn, thì cái hồ sơ pháp lý như là sổ bảo hiểm xã hội chẳng hạn cũng là những cái hồ sơ thực sự là thuyết phục nếu như nó là được chứng thực từ một cơ quan thứ ba. Thì trong cái quá trình mà thực hiện hồ sơ như vậy á, thì Alice mong rằng Lan Anh mong rằng là các anh chị sẽ có được nhiều cái lưu giữ hồ sơ, được càng nhiều càng tốt, nó sẽ là cái bằng chứng để mà cái tỷ lệ phần trăm như bác Greg đã đề cập là trên 50% để mà mình có một cái hồ sơ được tốt với sở di trú. Cảm ơn chị Alice. Rất là kỹ lưỡng, đúng không ạ? Hồ sơ ở Việt Nam nó sẽ có cái đặc thù riêng. So Greg, after 15 years and you've been working on over 1,000 cases, right? So in 5 years.
In 5 years, okay. So how about Vietnamese cases, right? Vietnamese cases. So what problems or what issues do you usually see in petition submitted from Vietnam? And how about, and how do you see them solve that problem or that issue? Right. So when I was doing source of funds analysis, it was 2018, and a lot of the work that I had done was from other countries. I did very little work with Vietnamese 526 source of funds reviews, but you still need to apply the same concepts. You need to look at the source of funds, verify it that it's lawfully sourced, get through each step of the transaction to get to the United States. And if there's a lot of details involved there, it's tough for the adjudicator to put it together sometimes. And they may not know what to ask for. They might try to say, you know, I'd like more information. I would like these three things, but I would also like, here's a list of other things that you can provide, whether it's tax returns, you know, income statements, if there's a business, you know, a statement from the business verifying employment, things like that, that tend to get into the RFE, you know, the ask, the kitchen sink, like here. It's confusing because it makes somebody think that they need to provide all everything or they'll be denied. But the issue is really, I need to address the deficiency that's been articulated and presented to me. And as long as I can do that, now I can present an approvable case. And yeah, and like we were saying before, adjudicators don't always understand the country conditions and the economics of the locations that they're working on. Maybe not on day one, but through the interaction with the attorney and the materials presented, and then the adjudicator needs to do their homework to make the right decision. A lot of information about somebody's circumstance can be presented through a good attorney letter and good materials that are presented. Yeah. Thưa các anh chị Trúc vừa hỏi Greg về cái đặc thù hồ sơ ở Việt Nam. Thực ra thì mỗi quốc gia là có một cái đặc thù riêng về cái cách xử lý hồ sơ riêng. Và với đơn I-526 thì đó là cái việc xét duyệt hồ sơ dựa trên cái chứng minh nguồn tiền. Thì rất là cần khi mà sở di trú những cái hồ sơ, ví dụ như là báo cáo thuế của công ty là ở Việt Nam, là đây là một cái vấn đề rất là thường xuyên, đúng không ạ? Báo cáo gọi là báo cáo tài chính đó, báo cáo tài chính, báo cáo thuế đó, về cái lợi nhuận hay là những cái doanh thu của doanh nghiệp này, về những cái khoản thu nhập của mình này, có qua tài khoản hay không này, có qua hợp đồng, có giấy tờ, có đóng thuế hay không này. Thì đây là vấn đề rất là nóng ở Việt Nam. Mà về mặt giấy tờ á, thì khi mà sở di trú yêu cầu bổ sung một số giấy tờ liên quan để chứng minh á, thì khi mà có RFE thì chắc chắn chúng ta cần phải bổ sung. Và thực sự thì không phải cái bác xét duyệt hồ sơ nào của sở di trú cũng hiểu cái đặc thù của mỗi quốc gia. Tuy nhiên nếu mà có một cái thì thường các bác sẽ phải tự nghiên cứu và tìm ra, coi như là làm cái bài tập á, cái homework để hiểu đặc thù hồ sơ để mà xét duyệt đưa ra cái quyết định đúng. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một hãng luật á, có kinh nghiệm trình bày một cách thuyết phục, dễ hiểu và đưa những cái thông tin bằng chứng, những cái giấy tờ nó thuyết phục, thì gần như sở di trú họ cũng sẽ duyệt hồ sơ thôi. Yeah, anh Phương. I think that's a great point, and I bring this up because I think a lot of times investors are worried about what they should be presenting. They're worried they don't have a perfect case, and I think it's impossible to understand why certain things are asked in an EB-5 case if you don't understand the history of USCIS and what they look for, and if you don't understand why it's important to your country. So 2018, during this time that Greg mentioned, is important. Because during that time, USCIS brought in the people who began to head it were the heads of complex financial units, right? They're used to just really analyzing these complex financial transactions moving back and forth and digging through it. So it was our sense that they were trying to get a feel for how do people lawfully earn money in this country? We saw in India, we saw in Dubai, we saw in Vietnam. So Vietnamese investors thought they were being attacked, but it was more like, for the first time, USCIS was trying to understand the history of Vietnam. So
something as simple as explaining that, look, in Vietnam, if you can ask us for 10 years of personal tax returns, but Vietnam didn't even have a personal tax return code until 2009. Walking through the history, giving them the research, is what's useful to lead them through this process. Yeah. Thank you, anh Phương. Về cái việc nguồn tiền á, thì thường á, sở di trú sẽ phải xem cái lịch sử. Chúng ta hiểu về cái lịch sử từ lúc hình thành chương trình đến khi những cái lúc chương trình cải cách yêu cầu nhiều hồ sơ hơn hay khắt khe hơn, và thậm chí những đơn vị hay là những chuyên gia làm hồ sơ nhiều như chúng tôi sẽ hiểu là tại sao có những hồ sơ trước đây cùng với một cách chứng minh này, cùng cách chuyển tiền này thì phê duyệt rất là dễ dàng, nhưng mà tới bây giờ thì họ lại đặt câu hỏi về những vấn đề đó, thậm chí từ chối một hồ sơ, mà thậm chí là đó là cái cách mà lúc trước nó rất là thường xuyên được phê duyệt, đúng không chị Lan Anh? Mình gặp một số những cái trường hợp như vậy và mình rút ra được bài học là sở di trú đã thay đổi cái cách để mà xem hồ sơ, có thể là khó hơn hoặc đặt ra những cái yêu cầu, những cái tiêu chuẩn mới, thì đòi hỏi chúng ta phải có kinh nghiệm để chúng ta hiểu được là cái cách đó là sở di trú họ chấp nhận và cách đó là không, và thậm chí sở di trú họ cũng hiểu đặc thù của mỗi đất nước, đúng không anh? Cái đặc thù về cái cách khai thuế, về cái cách làm hồ sơ vân vân, nhưng hầu hết cái vấn đề lớn nhất là về thuế, về cái tax return. Thì khi mà yêu cầu của luật cải cách và liêm chính năm 2022 đưa ra thì yêu cầu chúng ta báo cáo cái thuế thu nhập cá nhân lên tới 10 năm, đúng không ạ? Thì chúng ta phải thể hiện rõ là trong suốt 10 năm cái chúng ta đóng thuế thu nhập cá nhân như thế nào, đó, để mà chúng ta chứng minh cái nguồn thu của chúng ta trong suốt cái thời gian đó. Chị Lan Anh muốn bổ sung thêm ý kiến nào ở cái điểm nguồn tiền này không? Tất nhiên là cái phần mà thuế là một cái câu hỏi, một cái vấn đề rất là có thể rất là đau đầu với nhiều nhiều khách hàng luôn, vì nó nếu như mà việc mà chứng minh hồ sơ từ cái nguồn tiền từ doanh nghiệp á, thì thật sự là cái việc bổ sung hồ sơ, bộ hồ sơ thuế là điều cần, và đặc biệt là với cái luật mới bây giờ thì cái khung thời gian mà mình phải bổ sung là lên đến 7 năm gần nhất trong cái bộ hồ sơ thuế của doanh nghiệp. Điều đó đòi hỏi là các nhà đầu tư phải có một cái track record, từ một gọi là cái lịch sử của công ty trong xuyên suốt 7 năm gần nhất, cái hồ sơ khai thuế nó được gọi là phải đẹp đó, phải rõ ràng, có doanh thu phù hợp để mà đủ cái số tiền mà khách hàng sử dụng để chứng minh hồ sơ. Thì điều đó nó đòi hỏi giống như lúc nãy anh Phương có chia sẻ, là có thể là từ những năm, đối với riêng hồ sơ Việt Nam nha, thì từ những năm 2009, 2010 là cái khung thời gian mà nhà nước mình đã đưa ra những cái quy định hoàn thiện hơn, đặc biệt là đối với cái hệ thống thuế đối với doanh nghiệp. Điều đó nó đòi hỏi là mình phải có những cái hồ sơ từ cái khung thời gian đó đến bây giờ. Sở di trú thì có thể lúc trước mình có thể nói đơn giản là hệ thống thuế ở Việt Nam chưa có hoàn thiện đi. Nhưng với nhiều cái hồ sơ và qua cái khung thời gian nhiều hơn, thì các viên chức của sở di trú thì Lan Anh tin rằng là mà các bác cũng hiểu rằng là ở Việt Nam bây giờ việc mà hệ thống thuế nó đã kiện toàn hơn, và họ sẽ có những cái yêu cầu khắt khe hơn để mà cung cấp những cái hồ sơ liên quan đến hồ sơ thuế. Và cũng tương tự như vậy là đối với những cái nguồn tiền từ thu nhập cá nhân thì các anh chị cũng cần lưu tâm đến cái việc này, để mà cái hồ sơ của mình là mình chuẩn bị nó ngay từ ban đầu được tốt nhất, vì các khả năng sở di trú đặt câu hỏi là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Chị bổ sung thêm phần này. Cảm ơn chị Lan Anh. Có những bộ hồ sơ thì khi mà các anh chị có sẵn tiền đầu tư, nhưng khi mà ở giai đoạn thẩm định thì chúng tôi lại thấy là chưa có đầy đủ. Khi mà nộp lên thì nó sẽ yếu. Cho nên lúc đó thì cũng phải trả lời một cách thẳng thắn, trung thực, và quyền lựa chọn là ở khách. Có nghĩa là mình phải cho khách biết là với một bộ hồ sơ này, bởi vì thực sự là thiếu, và giấy tờ này là mình phải có. Mà bây giờ cái người mà nhân chứng đó, hoặc là cái đơn vị mà xác nhận cái điều đó thì họ không còn nữa. Ví dụ như vậy thì sẽ gặp một cái vấn đề, thì cái tỷ lệ thành công nó như vậy. 50%, 70% thì anh chị có đồng ý để mà tiếp tục hay không? Thì nếu anh chị đồng ý thì chúng ta vẫn tiếp tục, và chúng ta hiểu là sẽ có RFE, sẽ phải trả lời, sẽ phải giải trình quyết định thuộc về sở di trú. Nhưng mà có một hồ sơ là 90% thì chúng ta phải bổ sung giải trình bằng kinh nghiệm của luật sư, bằng kinh nghiệm của chúng tôi để bổ sung vào cho hồ sơ của các anh chị để hoàn thiện, để chúng ta đạt được cái thành công cao. Ở bên cạnh cái việc thuế này, cái việc mà tài sản mình tăng giá nhanh cũng là một trong những cái vấn đề rất là thường trực ở Việt Nam đó anh Phương. So
In Vietnam, right, besides tax, so we see the increase of values of properties in recently, right, in 10 years. So how USCIS see that, and if they see as reasonable or acceptable, for example, a land they buy 3 years ago, just about $200,000, but now can be $800,000 on the market now. So is it possible or is it reasonable in the eyes of point of view of USCIS? First of all, I want to buy that land, right? That's a much better thing than what we're doing right now. Mm-hmm. Greg and I were actually just talking about this too. So that's a good example. Greg, in these kind of situations where you see a huge increase, right? Are there specific? Yeah, absolutely. If you look back at the filings in 2018 at that time, an objective fact, this is no secret, but Chinese real estate was going through the roof in certain parts of the country. 10x to more, mind-boggling growth. And for somebody to see that the first time, they would naturally question whether or not that's true. Mm-hmm. So the response is, not only is it true, it's verifiable. And this is public information. These are economic factors that are global, that are clear as day. I would probably, I would have a tough time trying to say that my house went up, five times more than anybody else in my neighborhood. So it is important to put things into context, because there's certain parts of the country that have experienced bumps where others may not have. So to that extent, again, it's up to you to tell the tale and show in a credible way that this is very reasonable considering the economic factors in that area. I'll let Trudy translate, and then I'll give about two examples that I think might be helpful, and you can tell us what you think, okay? Yeah, thank you, Greg. Gần Trúc vừa đưa ra một trong những cái vấn đề mà hay bị đặt câu hỏi. Thứ nhất là vấn đề thuế, thứ hai là vấn đề tài sản tăng giá rất là nhanh trong gần 10 năm gần đây. Thì Greg chia sẻ là với Trung Quốc thì đây vấn đề không phải là lạ lẫm gì cả. Đặc biệt là từ năm 2018 thì cái việc mà bất động sản tăng lên gấp 10 lần là chuyện cũng rất là bình thường. Và Trung Quốc họ chứng minh cái cách này rất là nhiều, có nghĩa là tài sản tăng giá và họ bán hoặc họ thế chấp hoặc có khoản vay ngân hàng, họ dùng tiền đó để đầu tư M&A. Và cái việc này á, thì không phải là lúc nào mình dùng cái việc này cũng được, nó phải phù hợp với cái khu vực, vị trí địa lý. Đây là một cái yếu tố kinh tế mà chúng ta phải đặt vào trong một cái bối cảnh kinh tế, những bối cảnh xã hội nó phù hợp. Và thậm chí ở Mỹ thì ví dụ mình không có thể nói là cái nhà tôi tăng gấp 5 lần, trong khi cái giá thị trường trong khu vực, cái ông hàng xóm tôi, cái nhà nó tăng chỉ có 2 lần thôi, mà nhà của tôi nói tăng lên 5 lần thì nó rất là vô lý, đúng không ạ? Cái giá trị bất động sản ở trong khu vực trong cái thời điểm đó nó phải phù hợp với cái tình hình chung, chứ không thể là chúng ta cứ muốn cho nó tăng bao nhiêu thì tăng. Có nghĩa là nó phải có cái sự hợp lý, nó phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay. This is a good discussion. I think it'd be very helpful for a lot of people. I'm going to say this, live with everybody else, and it's not something a law firm normally says, but when people have these kind of situations and they get scared, right? They focus so much on the law, but we might be one of the law firms to tell you that the law right here is not that important, right? You should not be arguing the law here. You should be arguing the facts. You should be explaining to them why it has exploded so much. So real estate is something that's very common for investors around the world. So during that same time, or even now, we have investors coming to us that say, "Fung, I have this piece of land that exploded, that has, I bought it for very small, and now it's gotten 20 times bigger. I had another investor," and these are both real examples, another investor, it must have been went 50, maybe even 75 times bigger. So what was the explanation, right? One investor said that, "Well, I just have a lot of money." No, that's not helpful. Let me give you an example of explain your specific situation. In one instance, a gentleman brought land in the city that was now exploding for tourism, basically. It had been rezoned, I believe it was in Phu Quoc, right? They were building airports. We had articles showing that the government was pouring money in. He just happened to be had land near the airport, and because of that, it just exploded overnight,
right? We could show that essentially all the properties in the area through an appraisal report were all about the same amount too. They all exploded that way. That's an example of like understanding the history of your area and getting the right information to help someone like Greg with this case. Yeah. And I want to circle back. The right information needs to be credible, whether it's an appraisal or a real estate transaction where a bank's involved and they do an appraisal and that's where the money came from. And then remember, you also have to establish the lawful source of funds to purchase the property. You know, so it's not just that, but to answer your question, is it reasonable? Sure, because it's happening, but you need to show that it's reasonable. Yeah. Thưa các anh chị, chúng ta phải thể hiện rõ cái nguyên nhân đúng không ạ? Gần như là nếu mà chứng minh nguồn tiền thì hơn 70% là từ bất động sản đúng không chị Lan Anh? Hơn 70% nguồn tiền ở Việt Nam đến từ bất động sản. Yeah. Chỉ có khoảng 15% cái việc chứng minh nguồn tiền ở Việt Nam đến từ công ty ha chị? Và khoảng phần còn lại là thu nhập từ tài sản cho tặng thừa kế, cá nhân này. Đó, hơn 70% ở Việt Nam là bất động sản các anh chị. Và khi mà chúng tôi làm EB-5 từ năm 2014, 2015 tới thời điểm hiện nay đó, thì chúng tôi thấy rằng là cái bất động sản là một cái lợi thế rất là lớn và là một cái kênh tích trữ tài sản, cũng như khi các anh chị làm hồ sơ, anh chị chứng minh nó gọi là đơn giản nhất. Bởi vì bất động sản tự bản thân nó đã tăng giá rồi. Thì khi mà chứng minh bất động sản, anh chị cần chứng minh hai cái nguồn mà bác Greg vừa mới đưa ra, vừa mới nhắc nhở, hay là anh Phương vừa điểm ra được một cái ý rất là hay, đó chính là nguồn tiền ban đầu, đúng không chị? Chị Lan Anh có thể chia sẻ kỹ hơn về cách chứng minh EB-5, cái nguồn tiền thông qua bất động sản được không? Và cái điểm của anh Phương đưa ra là khi chứng minh cái sự tăng giá, thì chúng ta xem về cái cơ sở hạ tầng xung quanh. Thì tại sao cái lô đất nó lại bùng nổ như vậy? Tại sao cái khu vực đó nó lại tăng lên X5, X10 lần như vậy? Liệu có cái sân bay gần đó nó chuẩn bị xây dựng hay không? Hay là chính phủ đang có một cái dự án để phát triển đường xá, giao thông hay là phát triển cơ sở hạ tầng, khu đô thị mới? Thì cái đất xung quanh đó nó mới tăng đột biến như vậy, nó mới hot như vậy. Đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta nói là đó là một cái giá nó tăng lên gấp 5 lần, thì chúng ta phải có biên bản thẩm định từ một bên thứ ba nè, có thẩm quyền nè. Đó, thì cái chị Lan Anh có thể nói sơ qua về cái nguồn tiền ban đầu hay nguồn tiền chính về bất động sản được không? Chính xác là đúng, giống như Judy chia sẻ là 70% các hồ sơ mà Lan đã gặp thì là đến từ nguồn tiền bất động sản. Và việc mà chứng minh cái hồ sơ nguồn tiền để mà mình chứng minh cái việc tăng giá của một bất động sản thì thực sự nó sẽ đi trên thực tế. Có nghĩa là như anh Phương chia sẻ đó, là chúng ta sẽ mua một cái số tiền là khoảng 2 tỷ đi, tại vào khoảng 3 năm về trước. Thì sau đó là dựa trên những cái yếu tố khách quan như là cái sự phát triển của kinh tế, những yếu tố như trong khu vực có cái quy hoạch mới, nó dẫn đến cái nhu cầu bất động sản, nhu cầu sở hữu bất động sản tăng cao, hoặc là nhu cầu thuê của người dân trong khu vực tăng cao, và cái giá trên thực tế nó phát sinh nhiều hơn, ví dụ tăng lên 5 lần từ 2 tỷ lên 10 tỷ. Thì cái việc này nó xuất phát từ điểm thực tế, và trên cái thực tế đó thì mình sẽ chứng minh, mình đưa ra những cái biện luận để mà nó phù hợp với cái việc tăng giá này. Có thể nó là từ một cái bài báo để mà thể hiện cái mức tăng giá. Nó có thể là ngoài cái việc bài báo đó thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một số những cái quy hoạch trong khu vực. Thì thông thường ở tại Việt Nam á, chúng ta hay thấy là mình sẽ có một số các cái trang nó cập nhật cái vấn đề giá thực tế tại khu vực đó để mà mình đến mình giao dịch, như là những cái sàn giao dịch bất động sản chẳng hạn, họ sẽ có cập nhật. Thì cái việc đó cũng là một cái cơ sở để giúp các viên chức trong sở di trú họ thấy được là trên cái mảnh đất đó là đang được giao dịch ở tại Việt Nam với cái khung giá là bao nhiêu triệu một mét vuông. Điều đó nó thể hiện bên cạnh cái việc là cái việc thế chấp bất động cái việc mà mình thẩm định bất động sản á, thì nó là có thể từ một cái cơ quan thẩm định. Các anh chị có thể bỏ thêm một số cái chi phí để mà mình thuê một công ty thẩm định, thì trên cái hồ sơ thẩm định cũng sẽ cung cấp những cái thông tin tương tự như vậy. Thì với Citizen Pathway cùng với đội ngũ ấy, thì thông thường đối với cái việc mà mình có đủ cái căn cứ ban đầu như là Lan Anh có đề cập từ lúc trước á,
là mình có những cái trang web này, những bài báo hoặc là những cái trang sàn giao dịch thể hiện cái việc tăng giá thì cũng là một cái bằng chứng thuyết phục. Nếu mà mình mong muốn một cái hồ sơ nguồn tiền rõ ràng hơn thông qua một cái công ty thẩm định bất động sản để mà họ đưa ra nhiều cái căn cứ hơn, nhiều cái phân tích hơn thì nó cũng là một cái yếu tố tốt cho cái hồ sơ để mà mình chứng minh cái việc tăng giá. Cái hồ sơ này á, thì thực sự là theo kinh nghiệm của Lan Anh cùng với đội ngũ á, này thì nó là một cái hồ sơ không phải quá khó để mà mình thực hiện. Và đó là lý do mà nhiều các anh chị sẽ lựa chọn chứng minh theo cái hướng này. Có một cái điểm nữa đúng không ạ? Nguồn tiền ban đầu nữa đúng không ạ? Là không phải một cái thôi. Nguồn tiền ban đầu. Nó tăng rồi. Thuyết phục rồi. Thì ông sở di chú Greg put a really good additional information that we need to know about the original source of fund, right? Or where the money that you buy that land. Vậy là từ đâu chúng ta có tiền chúng ta mua cái lô đất đó. Mà hồi mới cưới cha mẹ cho bao nhiêu hay là ba mẹ làm bao nhiêu rồi sau đó cho lại con, rồi hồi xưa đi làm bao nhiêu cái trong cái hộp bộ sơ giấy bảo hiểm đó thì khai lương tháng bao nhiêu, hai vợ đầu hai vợ chồng tích lũy lại rồi mua lại đúng cái lô đất ví dụ vậy đó, thì cũng phải chứng minh nguồn tiền ban đầu là từ đâu có tiền để mua, đúng không anh Phương? Yeah, that's absolutely right. Another issue, Greg, is you know, people always worry with real estate how much, you know, if it increased 20 times, like how to approve it. So we showed an example of how you look at the country's history and local areas and you're able to give credible evidence there, right? Another common thing that people worry about is, and this happens not just in Vietnam, but in a lot of countries. A lot of countries, they do not send you wire transfers, do not pay you by credit card. They pay you in cash, mm-hmm. heavily cash-based economy. So the classic problem we have with a lot of investors is, I have a house, I got it from a long time ago, but I have a hard time proving it, right? So we sit down and really work with them and really think about it, because first we must understand that country's history and we have to be able to explain it to an adjudicator at USCIS. So for Vietnam, for example, there are a number of businesses in Vietnam where it's a household business, right? That's literally the legal term for it. It's someone that has maybe a two-story apartment, two-story house. They open up a small storefront in front of their house, right? It's like a very informal business. It could be someone's auntie selling, drinks, or someone like selling, you know, like a poultry store. But Vietnam has made it easy for these businesses to essentially operate informally. They operate, they collect a lot of cash, and for taxes, it's essentially you pay a flat fee, right? We remember receiving a couple of RFEs for that before we walked through USCIS through that kind of history. We gave them the history lesson. We explained that this is a business that's encouraged by USCIS. Those businesses will never have perfect records. That's not something that's in the rules and regulations, but when you walk it through, and also we show lots of pictures of just people working in front of their houses. I think that kind of stuff helps. So it's always a different way to present things. Yeah. Đúng là có nhiều yeah. I mean, in the definition of the assets that could be contributed to the regional center, one of those words is cash. So cash is not, a digital transaction. So it becomes frustrating for an adjudicator to look at that and verify it without more information, which in some circumstances, yeah, it's harder. Like, it's always easier if you can see a wire transfer. I get it. But cash is allowable. It's just it changes the burden on you to provide credible information, and knowing it's cash, explaining the situation is one thing, but verifying the transaction the best you can is an additional burden. Yeah. Cái việc vấn đề giao dịch bằng tiền mặt là một vấn đề nóng hổi, đúng không ạ? Từ đặc biệt 10 năm trước thì làm gì mà có chuyển khoản, rất là ít luôn á, gần như là chỉ giao dịch bằng tiền mặt, thì nó cũng sẽ gây khó khăn cho sở di trú khi mà họ xác định rằng đó là một cái giao dịch có thật hay không. Với Mỹ thì chúng ta phải làm những bộ hồ sơ nó rất là trung thực, và chúng ta càng đưa nhiều bằng chứng để xác minh đó là một cái giao dịch đúng, đó là một cái chính xác và thậm chí tốt nhất là được pháp luật Việt Nam công nhận á, công chứng á, thì cái đó là cái giao dịch tốt nhất. Trước có thấy có một câu hỏi của chị Tâm ạ, trên Zoom ạ,
chị cần biết cách chứng minh dòng tiền thì làm thế nào, cụ thể cần giấy tờ gì và đơn vị nào sẽ làm công việc chứng thực này. Vì nãy chị nghe nói chứng minh thu nhập 7 năm gần nhất, cụ thể là cung cấp gì vậy em? Cảm ơn câu hỏi của chị Tâm. Thì chúng ta vừa thảo luận qua việc chứng minh bằng bất động sản đúng không ạ? Thì nếu chúng ta có một bất động sản mà mua lâu năm, giá thấp mà hiện nay giá nó cao á, thì chúng ta có thể dùng, có nghĩa là cái tiền anh chị có, ví dụ chúng ta mua cái bất động sản nó có 4 tỷ thôi, hiện nay nó là 20 tỷ, thì 16 tỷ nó đã là tiền lời của cái việc đầu tư bất động sản của anh chị rồi. Thì cái công việc của chúng ta chỉ chứng minh từ đâu chúng ta có 4 tỷ chúng ta mua tài sản, và chúng ta định giá làm sao cho hiện nay chúng ta cái tài sản đó một cách rõ ràng là 20 tỷ, và từ đó anh chị có thể bán hoặc thế chấp để mà chứng minh. Còn chứng minh thu nhập 7 năm gần nhất là liên quan tới công ty, thì câu hỏi này chắc chút xin phép là hỏi hỏi anh Greg và anh Phương cũng như chị Alice ha. So for the new law, right, the RIA 2022, the USCIS says that you need to show the tax return if you prove the source of fund by your company in 7 years. So could you share more about that? So what the investor need to know and what, how we can do it? You know, that's a good question. I haven't been involved in the drafting of the RIA or working any cases after the RIA. I was there as the RIA was being developed and interpreted from within. I don't have a good answer for that. Generally, the RIA is something that's meant to protect the program and also protect investors, and it's increased the burden for both involved with the EB-5 program. The better question is if there's, because a lot of investors in around the world, not just Vietnam, it's highly unlikely they may have 7 years of tax returns. Well, what if they don't, right? Is it necessarily right. fatal, or can they have some other secondary formula evidence, some other information they could submit in lieu of tax returns? Right. So it's interesting because preponderance of evidence is not a strict like list that needs to be checked off, right? Like verifying proof of income with a tax return is great, but I would think, and this is just my opinion, that as things shake out and people say, I didn't file a tax return, I don't have this document because the bank is no longer open and I never downloaded a copy and I don't have the mail. Like any, natural things are going to happen that challenge the tax return requirement. And I'm not sure how that will shake out. 100% agree. I'll let Trudy talk and then I'll give you, because we've had this discussion with other attorneys and clients. And I think it'd be helpful for some clients to hear this too, but Trudy, go ahead. Chị Alice dịch sơ và bổ sung thêm cái đoạn này ha, và chị Alice trực tiếp làm với hồ sơ doanh nghiệp nè. Chia sẻ từ bác Rex với lại anh Phương cái vấn đề liên quan đến câu hỏi của chị Tâm á, thì Alice giải thích thêm và bổ sung thêm một chút á, là cái việc yêu cầu trong cái theo cái luật mới á, từ năm tháng 3 năm 2022 á, là chính xác nó là yêu cầu trong việc bổ sung hồ sơ thuế trong 7 năm gần nhất đối với những nguồn tiền mà mình dùng trực tiếp chứng minh cho cái hồ sơ EB-5 của mình. Điều đó nó có nghĩa là cái vấn đề mà Diệp Trúc mới, Trudy mới vừa đưa ra, đó là đối với cái hồ sơ doanh nghiệp chẳng hạn, mình dùng cái nguồn tiền từ một doanh nghiệp, thì cái việc mình lấy cái khoản tiền đầu tư tương ứng với 800.000 để mà mình đi đầu tư EB-5 á, nó sẽ cần các anh chị bổ sung cái hồ sơ thuế của công ty trong vòng 7 năm gần nhất đó. Thì với bác rất chia sẻ thì hiện tại thực sự là vẫn bác sẽ không có một cái comment quá chuyên sâu, tại vì điều này nó liên quan đến cái hồ sơ trực tiếp tại Việt Nam, là giống như là đặc thù ở tại Việt Nam mình vậy đó. Thì theo cái chia sẻ của Lan Anh á, thì đối với những cái hồ sơ mà mình chứng minh nguồn thu nhập có được từ doanh nghiệp, ví dụ như là các anh chị đang sở hữu 70% trong công ty chẳng hạn, anh chị sẽ thực hiện một cái thao tác, đó là mình vay mượn tiền của công ty này, hoặc là mình lấy cái lợi tức của công ty. Thì như vậy công ty ở đâu có tiền để cho anh chị lấy được cái khoản lợi tức này ra, anh chị sẽ cần phải thể hiện công ty có cái phần tài sản phù hợp dựa trên cái phần trăm sở hữu của mình. Và lúc đó sở di trú sẽ cần
kiểm tra lại cái dòng tiền của công ty. Khi mà mình có được đủ cái phần nguồn tiền như vậy thì nó sẽ là một cái bằng chứng dựa trên 7 năm hồ sơ thuế của công ty. Lúc trước á, thì theo kinh nghiệm của Alice từ những khoảng năm 2014-15 á, thì một hồ sơ doanh nghiệp có thể mình chỉ cần bổ sung hồ sơ thuế tầm khoảng 3 đến 4 năm là đủ rồi. Là cũng đủ để mà mình chứng minh được cái phần mà nguồn tiền nó là một nguồn tiền hợp pháp, có kê khai thuế rõ ràng tại đất nước Việt Nam. Thì đến nay khi mà cái luật mới và sở di trú họ hiểu nhiều hơn đối với hệ thống thuế của các quốc gia thì họ đưa ra một cái yêu cầu nhiều hơn, đó là 7 năm gần nhất. Thì cái này là cái phần mà Alice bổ sung thêm để mà chị Tâm hiểu thêm về cái câu hỏi là chứng minh thu nhập 7 năm là như thế nào nha chị. Ok. Chắc là dựa trên cái câu hỏi này á, thì một chút cái chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi là cách chứng minh dòng tiền như thế nào và cần những cái giấy tờ gì, đơn vị nào sẽ hỗ trợ cái việc chứng minh này. Thì đơn vị mà sẽ làm hồ sơ cho các anh chị sẽ là đơn vị tư vấn như là Citizen Pathway, sẽ làm việc trực tiếp cùng với luật sư di trú của mình, cụ thể là như là với anh Phương Lê. Thì khi mà đội ngũ làm việc tại Việt Nam thì sẽ có các bạn tư vấn để mà hướng dẫn cho chị trong cái việc chuẩn bị gọi là thẩm định cơ bản đó, cái hồ sơ ban đầu dựa trên cái tài sản của mình để mà mình lựa chọn ra được một cái nguồn tiền nào là sẽ đáp ứng được đủ cái số tiền mình cần này, đồng thời là cái dòng tiền đó nó có phù hợp, nó có đáp ứng được những cái yêu cầu của sở di trú để mà chứng minh nó là một cái dòng tiền hợp pháp hay không. Và đồng thời song song đó thì cái vai trò của một luật sư di trú là rất quan trọng nha chị. Điều luật sư di trú sẽ giúp cho hồ sơ của mình đứng trên khía cạnh của USCIS để xem là khi mà mình giải trình theo cái hướng hồ sơ như vậy nó có đáp ứng với cái yêu cầu của sở di trú trong cái hồ sơ EB-5 hay không. Luật sư sẽ dựa trên cái quan điểm là dòng tiền khi mà anh chị sử dụng từ lúc mà mình có cái tài sản, ví dụ là bất động sản đó đi, cho đến lúc mà anh chị bán bất động sản và thực hiện cái thao tác chuyển, thì trên cái khía cạnh của sở di trú họ nhìn vào nó có phải là một cái dòng tiền hợp pháp này, có mà phải là một cái nguồn tiền sạch để mà mình thực hiện hay không. Thì như vậy lúc này vai trò của đơn vị mà hỗ trợ anh chị trong việc chuẩn bị những cái hồ sơ để chứng minh này thì sẽ là bộ phận công ty, đơn vị di trú giống như là Citizen Pathway, thì sẽ hỗ trợ anh chị để thực hiện những việc này và đưa ra cái danh sách hồ sơ cho phù hợp từ lúc mà mình có cái tài sản cho đến lúc mà mình thực hiện việc chuyển tiền. Thì cái bộ danh sách hồ sơ này thì sẽ cần phải ngồi xuống và làm việc với anh chị để mà mình có được một cái danh sách hồ sơ phù hợp với cái hồ sơ cá nhân của anh chị. Dạ, thì cái đó là cái mà Lan Anh chia sẻ thêm. Thì chị có thấy, Lan có thấy ở đây là có rất là nhiều anh chị hỏi tiếp các cái câu hỏi khác, chắc là Trudy chia sẻ và thêm những câu hỏi này giúp chị đúng không? So I know nhiều câu hỏi. So thank you for your time, Phương and Greg. So we will have more questions, answer more questions about 15 minutes later. Yeah. That's so good. Yeah. So Miss Tom have question. So when we prove the source of fund between the companies and real estate, which one is better and more simple? The one that works best for you, right? The one that works best for you. Right. Let me give a perspective from a law firm's side, right? Because the reality is, when we prepare a case, we're not really, the goal isn't to fight with USCIS. It's not to fight Greg, right? The goal is actually to help Greg understand the situation to make his job easier. So one of the questions was, if I need to prove my source of funds, which company or who's going to help me figure out what documents I need to present to someone like Greg to get my case approved? I think that's something that I think both the law firm and the agent need to work closely together on. From our perspective, we bring our experience seeing what USCIS has asked in all these other cases around the world, and we apply it to something like Vietnam. For example, if someone is, for the 7 years tax return requirement, I don't expect most people to be able to satisfy it. I think 3 to 4 years is realistic, but if you don't have it, you have to explain why. And so we've had cases in the past, right, where there's an RFE that will ask, like, give me 10 years of bank statements, give me 8 years of tax returns. So
we had to do research. We had to work closely with the agent to kind of explain what the policy is for that country and say a bank, right? We explained to them that a lot of banks in Vietnam may only keep records for 3 years or 5 years. And after that, they have a policy of destroying those documents. That should not be weird to USCIS because they do the same thing in the US, right? For tax returns, right? We show like, this is the best I can do, right? I've gone to these local authorities. I've done my best, but you know, this is what I've been able to gather. And I've asked the local authorities and they only have records for the last 3 or 4 years. Same thing with the US. So we help them understand that what's happening in Vietnam is not weird. It's what happens in the US as well. And we try to meet them halfway. Right. Yeah. If my bank tells me that they don't have my tax return, I would like that in writing from the president of get the bank. Get a policy, send it in. That helps. Có nghĩa nếu mà về logic thông thường á mà không có phù hợp đúng không ạ? Thì mình đưa cái chính sách ra. Hiện nay cái chính sách hiện nay nó đang hiện hành như vậy á, thì đó là cách mà tôi làm thôi. Miễn là nó hợp lý, nó logic. Cái ưu tiên đầu tiên á, đó là từ cái sự xác nhận của chính phủ, đúng không? Của nhà nước. Chị Lan làm rõ thêm cái ý này được không ạ? Có nghĩa là sẽ ưu tiên để USCIS sẽ có cái thứ tự ưu tiên khi mà họ xác minh đây là một cái thông tin thật, thông tin được xác nhận và được kiểm chứng để mà họ có thể đưa ra quyết định, thì nó sẽ dựa trên những cái thứ tự nha. Đúng rồi, cái chia sẻ của anh Phương rất là hay, đó là để mà mình xem thử là một cái hồ sơ là bao nhiêu cái gọi là hồ sơ thuế này, hoặc là hồ sơ mà chứng minh cái nguồn tiền từ một cái bên xác nhận, thì nó sẽ cần một gọi là cái thứ tự như mà Trudy có vừa đề cập đó. Thì anh Phương có đề cập cái ý rất là hay, đó là hãy đưa ra cái policy đi, hãy đưa ra cái chính sách của cái quốc gia đấy, thể hiện là cái quy định hoặc là một cái điều khoản trong cái nghị quyết của nhà nước hoặc là một cái cơ quan chức năng liên quan, thể hiện cái yếu tố mà mình đang giải trình đó. Ví dụ như là mình nói là công ty này có một cái quy định, hoặc là cái ngành nghề mà anh chị đang kinh doanh, ví dụ ngành thủy hải sản, ngành xuất khẩu, thì nó có một cái quy định là sẽ cung cấp hồ sơ thuế hoặc là có một cái hồ sơ giải trình thuế trong vòng chỉ cần là 3 năm hay là 5 năm thì sẽ có cái kiểm toán thuế một lần. Thì thông thường nhà nước mình nó sẽ có một vài cái nghị định, và những cái nghị định này phần lớn sẽ thay đổi liên tục. Thì lúc đó mình hoàn toàn có thể đưa ra những cái bằng chứng này với sở di trú để họ thấy rằng là với cái loại hình kinh doanh của công ty mình thì mình có thể làm hồ sơ kê khai thuế trong vòng 5 năm là được. Có thể nó không cần phải là 10 năm, nó có thể là 7 năm. Thì đó là một cái bằng chứng thuyết phục. Còn liên quan đến cái việc mà các cái thứ tự ưu tiên á, thì trong trường hợp mà trong cái chính sách của Việt Nam, theo cái quy định của nhà nước mình không có những cái hồ sơ này, thì mình cũng có thể là nó là một cái chính sách của một cái đơn vị thứ ba liên quan. Ví dụ như nó là một cái chính sách, mình đang là hồ sơ công ty đi, nó là một cái hồ sơ, ví dụ như có một cái hiệp hội về thủy hải sản chẳng hạn, họ đưa ra một cái chính sách mới hỗ trợ cho cái doanh nghiệp đó, hoặc là hỗ trợ cho những doanh nghiệp trong ngành nghề mà mình đang làm việc chung chẳng hạn. Và nếu không có thì nó là những cái chính sách của công ty hoặc là trong cái khu vực mà mình đang làm việc á, nó có những cái chính sách mới, những cái quy định liên quan trong cái khu vực. Ví dụ mình đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh đi, thì ngay tại thành phố Hồ Chí Minh họ có những cái phần hỗ trợ gì từ cái hiệp hội hay là quy định của cái quận hoặc là cái cơ quan tại thành phố Hồ Chí Minh, thì những cái chính sách này sẽ là một cái bằng chứng rất là tốt để mà thuyết phục trong cái bộ hồ sơ liên quan đến cái phần tax này, liên quan đến phần thuế, hồ sơ thuế của anh chị, hoặc là những cái hồ sơ mà chứng minh cái nguồn thu của công ty. Thì bên cạnh đó thì chia sẻ từ cái hướng cá nhân mà Lan Anh cùng với đội ngũ đã từng làm á, theo cái đặc thù ở Việt Nam, thì Lan Anh muốn bổ sung thêm đó là có những trường hợp hồ sơ 5 năm về trước, 7 năm về trước anh chị không còn lưu giữ hồ sơ. Giống như lúc trước Lan có đề cập á, thì cái việc mà mình nhờ thêm một cái đơn vị thứ ba, là một cái đơn vị khá là trung gian đó, có thể là một công ty cùng ngành với mình, là một đối tượng, họ là khách hàng thôi, họ là khách hàng của công ty mình, thì cái việc mà xác nhận từ những cái đơn vị thứ ba như vậy, hoặc là những người bạn, đồng nghiệp trong cùng cái công ty của mình chẳng hạn, thì cái việc mà có những cái xác nhận thứ ba cũng là một cái hồ sơ hỗ trợ rất là tốt trong việc mà chứng minh cái nguồn tiền cho các anh chị. Thì đó là Lan Anh bổ sung thêm cái yếu tố này.
Cảm ơn chị. Vậy thì để bởi vì mình còn we have some topics really hard that the client sent to us about the investor pros of Communist Party, the currency transfer, and how about the trend that USCIS approve or deny a petitions. So if it's hard questions, make Greg answer. Okay. If it's hard okay. Questions, okay. Give Greg. Right here. So I'm just kidding. I'll be here. Too. The INA provides language that talks about the Communist Party in Vietnam and China and lists exceptions there. And so obviously there's many people who enjoy those exceptions because we have Chinese and Vietnamese neighbors around us in every city. So while that can be confusing, it's certainly a ripe issue for your attorney. And you know, if you were to speak with Huang, he would probably be asking you all the important questions before filing. Eventually it's going to be up to, if you're going through consular processing, it's going to be in something that you're asked about at the State Department, I would think, as part of your DS-260. But otherwise, you know, plan ahead for that type of issue. Attorney here. Yeah, I have definitely. Okay. Okay. Một cái ý bởi vì là chúng ta còn một số phần câu hỏi chú thấy cũng rất là hay, một số những vấn đề các anh chị quan tâm, ví dụ như là đảng viên có tham gia EB-5 được hay không, vấn đề chuyển tiền ở Việt Nam bây giờ như thế nào, và cái xu hướng mà sở di trú họ sẽ xét duyệt hồ sơ trong những năm tiếp theo. Thì ở đây chúng ta có anh Greg và anh Phương hay là chị Alice rất rất là cụ thể. Đầu tiên đó chính là để mà tóm gọn câu trả lời một cách conclusion á, đi đến kết luận câu hỏi của chị Tâm á, là nên chứng minh cách nào thì không có chứng cách nào là tốt nhất cả, chỉ có cách nào nó phù hợp với bộ hồ sơ của gia đình chị thì bên Season Pathway sẽ xin phép nhận bộ hồ sơ của anh chị trước, hồ sơ về tài sản bất động sản, hồ sơ về doanh nghiệp, hồ sơ về cá nhân đó. Thì bên em sẽ có 2 ngày thẩm định cùng với luật sư và sau đó sẽ có một buổi họp chi tiết với chị để sau khi đọc hồ sơ rồi sẽ phân tích là cái cách nào nó là cái cách ưu tiên hay là cách nào nó phù hợp nhất với hồ sơ chứng minh của chị, cách nào là ưu tiên số 2 và những cái cách như vậy nó sẽ cần bổ sung những giấy tờ gì, xem thử mình có bổ sung được hay không. Và chỉ cần bổ sung được thì chúng ta sẽ làm 10 điểm cái bộ hồ sơ, ví dụ như vậy. Và về vấn đề đảng viên đúng không ạ? Về vấn đề đảng viên, có một số khách hàng hỏi là đảng viên có tham gia được chương trình EB-5 hay không, hoặc là một số những khách hàng ra đảng rồi á, và tham gia EB-5 á, nhưng mà ở giai đoạn phỏng vấn á, thì trong giai đoạn mà DS 2 số 10 á, người khai như thế nào, và thậm chí là không có được cấp visa, những cái thay đổi gần đây. Thì Greg có chia sẻ là đây là một cái vấn đề rất là phổ biến ở Việt Nam và Trung Quốc, thì gọi là thành viên của đảng đó, thì tham gia vào chương trình. You want to ask something about Communist Party here, Greg and Phương and Chị Lan Anh? For, you know, it's a good question because it pops up all the time. I understand the worry. This is a good example of why the experience and the creativity of your professionals matter, right? Of your agent, of your law firm. I'll tell you why, because like Greg said, if you looked up it's not helpful to just look at the law in EB-5, right? If you look at the law in EB-5, it's very simple, right? It just tells you, you're a member of a communist or totalitarian party, you know, you may not be eligible. It tells you nothing else, right? It doesn't tell you what documents to provide. It doesn't tell you what kind of stories you tell. It doesn't tell you how do you explain this to the officer. So I think what really happens here is, and it's funny because we talk about the preponderance of evidence test, right? The 51%. Think about it as if you were a parent. If someone tells you a story and it makes sense or not, right? If it doesn't make sense, you probably won't believe them. So when you have this thing about the Communist Party, what you actually have to also be able to explain is, you know, honestly, in Vietnam, 99% of people will probably be considered part of the party, right? But if you understand what the government is worried about, they're worried about the high level government officials. They're worried about the people who have basically persecuted or attacked others, right? They are not as concerned about someone who has had to join the Communist Party to maybe get a job, or maybe they're born into it, or maybe it wasn't their choice, right? But that's why it's important to be able to sit down and explain
this is this person's situation. Yes, they're part of the party, but so is everyone else. But it may just be that they just happen to be, they're not a high level member. They just happen to be part of the party. So I will say this, we have a lot of investors from Hanoi and the surrounding areas. If this was an issue, we could not file for them, but we can. So it's something you can overcome. Yes. Greg, you wanna add some more information, your opinion? Sure, on that or on currency restrictions? On the Communist Party. No, that's it. It's really not something I've had a lot of exposure in decision-making on, because from my position as an adjudicator, looking at the source of funds was but my primary goal. And, having a general awareness of eligibility factors is part of our job too. And all I can say is that it can be overcome, because just look around us. Yeah. Chị Lan Anh muốn bổ sung thêm ý nào không? Liên quan đến cái vấn đề đảng thì Lan Anh rất là đồng tình với anh Phương trên cái khía cạnh là mình sẽ xem xét trên cái gọi là cái viễn cảnh của khách hàng, là khi mà nhà đầu tư họ làm việc thì cái việc lý do như thế nào để mà vì sao họ lại tham gia đảng này, và sau trong cái quá trình công tác của nhà đầu tư đó thì cái vai trò của họ trong cái cơ quan là như thế nào. Nếu như mà nó là một cái vị trí thực sự rất là cao và có một cái quyền quyết định khá là lớn trong liên quan đến chính trị đó, thì nó là một cái vị trí mà có thể khách là nhà đầu tư cần phải lưu tâm. Còn nếu như nó đơn giản là những cái vị trí không phải quá cao trong nhà nước, việc mình vào đảng chỉ để hỗ trợ tốt hơn cho cái nguồn thu nhập của mình, thì cái việc mà lý do gọi là vào đảng và những cái nội dung mà mình sinh hoạt trong đảng nó cũng chưa phải là một cái vấn đề mà mình phải quá quan tâm. Tất nhiên là nếu mà một khi mà anh chị không phải là đảng viên, hoặc là đã từng là đảng viên, mà về việc mình đã ra đảng vào cái thời điểm mà xét cấp visa định cư cho anh chị đó, cái giai đoạn DS-260 á, thì nó sẽ là một cái yếu tố rất là yên tâm cho mình, để mà mình có đảm bảo là sẽ không có thêm bất kỳ câu hỏi nào từ lãnh sự quán liên quan đến vấn đề này. Thì cái vấn đề này sẽ là một cái vấn đề mình cần phải ngồi sâu xuống, ngồi sát hơn với từng mỗi hồ sơ các anh chị, để hiểu hơn về cái khía cạnh này, để mình có một hướng giải trình phù hợp. Thì cũng có rất là nhiều các hồ sơ đảng viên, nhưng mà các anh chị vẫn có thể có được visa định cư Mỹ. Let me give you two simple things. Are you famous or did you get elected? If the answer is no to both, you'll probably be okay. Famous and what? The first two things you should think about is, are you famous or did you get elected? If those two things didn't happen, you're 90% okay. You're probably okay. Yeah, I mean, you know, the way things shake out, it's all there with the read of the INA, and there's blogs about it that talk about what it really means. It's just it's not where my expertise is. Lưu ý một điểm nha các anh chị. Anh Greg là làm việc ở phòng xét duyệt hồ sơ, cho nên là về vấn đề đảng viên thì ở giai đoạn xét duyệt hồ sơ thì sở y trú sẽ chưa xem về vấn đề này đâu, họ sẽ vẫn duyệt hồ sơ của các anh chị như thông thường. Nếu mà có kẹt lại hoặc là có phải giải trình thì ở là giai đoạn lãnh sự ha, giai đoạn mà lãnh sự đó giải trình cái quá trình mà gia nhập hay làm việc, thì lúc đó họ sẽ quyết định là chúng ta có được đi hay không. Còn cái giai đoạn xét duyệt đơn E-526, E-829 á, mà giai đoạn mà anh Greg làm việc á, thì họ sẽ xét duyệt trên hồ sơ nguồn tiền thôi. Chúng ta không có tội phạm hình sự hoặc là không có cái gì nó lý lịch nó quá xấu á, thì chúng ta vẫn được xét duyệt trong giai đoạn này. Còn cái giai đoạn mà xem gì về lý lịch tư pháp này, là giai đoạn mà DS-260, là giai đoạn ở Việt Nam đó. Sau khi chúng ta được chấp thuận và chúng ta chuẩn bị nhận visa thì đây là cái vấn đề, một số vấn đề mà ở lãnh sự ở Việt Nam á, sẽ đặt câu hỏi. Và chúng ta cần phải làm một số công việc ở giai đoạn lãnh sự này. So, very good point. Miễn là đừng có quá nổi tiếng đúng không ạ? So, cái câu hỏi của một khách hàng ở trên Zoom ạ. Cảm ơn anh Hoàng Lê đã đặt câu hỏi. Hi, I hope you are doing well. I want to ask that could one person submit two EB-5 cases? And if my EB-5 got rejected, would it affect me when I submit another EB-5 case? I mean, in theory, you can get denied and reapply, and that's okay.
It really depends on why there was a denial in the first place. If you were denied for a reason that's still going to be present with the subsequent application, I think that would be problematic. But if you apply 5 years ago and then you try again now with a different source of funds and you have a complete application, that can be approvable. It really is a case-by-case scenario, but overall, you're not barred from applying a second time. Yeah, I agree. Some people are, some investors are worried that some people say, what if I just submit two cases at the same time, right? Another one is like, what happens if I submit one, but I withdraw it before it gets denied, can I submit a second one? I agree with Greg that a simple denial isn't the problem. And I also don't want you to submit two cases, because take the money from the second case and do something else with it. Go shopping and go vacation, right? But if your case gets denied, right? I mean, withdrawal or not, unless there was fraud, unless you try to lie to the government, unless you're a criminal, even a denial would not affect your second case. It shouldn't. So, yeah. And also to follow up there, I'm thinking in the context of somebody who's overseas. If somebody is here and they're, let's say that they concurrently file from H-1B into, a joint 526 and 485. If they end up getting denied, there's a potential unlawful presence issue where subsequent denial without pro hac vice or whatever may or may not be able to be done. The denial can impact somebody's immigration status within the United States. So just be mindful of that if that's your strategy. I would just use your best source and path evidence and fire away. Yeah. Thưa các anh chị, để trả lời câu hỏi của anh Hoàng á, thì nếu mà anh Hoàng cái đặt câu hỏi là một người mà nộp hai cái bộ hồ sơ E5 có được không? Và nếu mà hồ sơ tôi bị từ chối á, thì có ảnh hưởng nếu mà tôi nộp cái bộ hồ sơ E5 lần thứ hai hay không? Thì câu trả lời là về lý thuyết là không. Nếu mà mình đã bị từ chối lần một á, thì mình hoàn toàn có thể nộp lần hai. Nhưng mà cái quan trọng là sau khi bị từ chối lần một, mình sẽ phải xem lại cái hồ sơ của sở di trú đó. Tại sao họ từ chối hồ sơ của mình, nguyên nhân là gì? Là từ nguồn tiền hay là từ cách chuyển tiền, vân vân. Để mà lần nộp thứ hai chúng ta chắc chắn sẽ không phạm phải cái sai lầm như cái lần một. Để chúng ta có bộ hồ sơ kỹ hơn. Và một số những cái ghi chú từ anh Greg á, nói về cái tình trạng của anh chị ở Mỹ á. Thì chị Lan Anh bổ sung thêm cái ý này, chị Lan Anh, và cụ thể hơn cho nhà đầu tư ở Việt Nam. Lan Anh chia sẻ thêm á, thì thực sự là Lan Anh cũng đã gặp cái trường hợp là một vài anh chị là có cái reject, cái từ chối cho cái đơn trước, hoặc là cái đơn nó xét duyệt quá lâu, hoặc là yêu cầu NOID quá nhiều lần chẳng hạn. Thì sau đó là anh chị quyết định là đầu tư cho một cái dự án khác, một cái hồ sơ hoàn toàn mới đó. Thì cái việc này là đã thực hiện rồi và mình vẫn thực hiện được nha. Liên quan đến cái việc là lưu ý của bác Greg đó, thì việc này anh chị cần thực sự phải rất lưu tâm, vì khi mà citizen pathway hoặc là luật sư anh Phương Lê ngồi xuống với cái hồ sơ đó, thì bắt buộc là phải xem lại cái hồ sơ trước đây anh chị đã nộp, để đảm bảo là mình tìm ra được cái lý do vì sao mà trước nay mình bị yêu cầu bổ sung hồ sơ đó, mình bị từ chối với cái hồ sơ ban đầu, để mình có một cái giải trình phù hợp nếu mà cái hồ sơ tiếp theo khi mà mình thực hiện, mình dùng một cái nguồn tiền có liên quan đến cái nguồn tiền cũ. Vì chắc chắn là khi mà anh chị thực hiện cái hồ sơ chứng minh nguồn tiền á, nó vẫn là một cái hồ sơ liên quan đến tài chính và quá trình đi làm việc của mình, để mình tích lũy, mình gia tăng cái tài chính của mình. Thì cái việc này nó sẽ là một cái quá trình xuyên suốt từ lúc mà anh chị tích lũy tài sản. Điều đó nó dẫn đến việc là cái nguồn tiền vào thời điểm anh chị đi đầu tư sẽ có liên quan. Đó là cái điều lưu tâm mà Lan Anh muốn đề cập, để mà anh chị hình dung là khi mà mình mở một cái hồ sơ mới á, thì cái việc mà mình phải xem cái hồ sơ nó sẽ nhiều thêm một chút, và mình sẽ phải ngồi xuống để tìm ra được một cái hướng hồ sơ phù hợp. Ok. Đúng rồi, cảm ơn chị. Và nếu mà các anh chị nộp đơn đồng thời á, trong giai đoạn này á, thì có nghĩa là chúng ta ở Mỹ và nộp hồ sơ á, với một bộ hồ sơ mới, chúng ta cũng phải xem xét kỹ những cái vấn đề là khả thi để các anh chị nộp một bộ hồ sơ mới, và một người hoàn toàn có thể nộp hai bộ hồ sơ. Nhưng mà chúng ta phải có chiến lược đúng đắn ngay từ đầu và được tham vấn bởi luật sư và coi lại hết những bộ hồ sơ.
Yeah. So if the investor go to the US, they are stay in the US at this time and then refile their EB-5 petition, is it possible for them to get approved? I understand the question. It's basically, so what Greg is mentioning is if you are in the US under another visa status, like an H-1B that got denied. So essentially, if you are in unlawful status already, you don't have permission to be in the US, you should not stay there and get unlawful presence, right? But if you are allowed to come to the US and file your EB-5 case, it's not gonna bar you from it, you know? So it's, they're worried about a different situation. Okay. Yeah. Yeah, it's a bit of a dance from the immigration, the pure immigration perspective, which is whether or not you're allowed to be in the United States, whether or not your status is protected or unlawful. So I raise that because if you were in the United States and your 526 is denied, and if you don't have a status, you know, you may be on H-1B the whole way, that's okay. And then if you're 526 denied and you're still on H-1B, that's okay. But if your petition gets denied and you don't have a status, you know, you need to be aware that it can impact your immigration future. Yeah. That's right. Yeah. Chỉ có một lưu ý nhỏ thôi là ví dụ như là nếu mà anh chị ở cái đang ở Mỹ ở một tình trạng như là H1B, những việc làm visa du lịch B1, B2 vân vân và hồ sơ I-526 của anh chị bị từ chối, nó cũng sẽ không có vấn đề gì hết. Nhưng nếu mà cái hai cái việc đó xảy ra cùng lúc là thứ nhất hồ sơ I-526 của anh chị bị từ chối và thứ hai anh chị đang ở ví dụ quá hạn visa hoặc một cái tình trạng bất hợp pháp ở Mỹ thì coi như là gần như là mình phạm danh sách đen của Mỹ đúng không ạ? Nó sẽ ảnh hưởng tới hồ sơ di trú sau này cho dù mình làm EB-5 đi chăng nữa. Còn nếu mình đang ở ngoài nước Mỹ, mình ở Việt Nam chẳng hạn, mà hồ sơ mình vì một lý do gì đó mình bị từ chối, mình vẫn có thể nộp lại vân vân. Nhưng mà xác suất đó nó rất là thấp đúng không ạ? So to conclude our panel today, I want to ask our panelists that what about how many percent, right? The EB-5 still one of the most successful percentage program in general, right? So what the trend of USCIS to focus, to approve or deny a case? So what the investor need to know and be aware in the new law? So I want to ask Greg. Yeah, the new law is going to unfold with public information as USCIS makes their decisions. And the industry will be aware of those decisions and be able to make comparative notes and kind of figure out what those trends are. That's really the best way because these are public records once they're published. I think that's the best way to figure out the way things are going. So let me just follow up and say, read the instructions very carefully. Do your best to provide credible evidence. Keep your presentation clean and focused and help the adjudicator. I can't say it enough. Somebody like Fong is going to have a great ability to help people with that presentation and have the discussions that investor needs to have because it's very difficult to try to do it alone. Many sophisticated investors know their own business, but a good attorney knows, you know, how to get from A to B. Yeah, thank you, Greg. Yeah, một câu hỏi cuối để mà tổng kết cái buổi tọa đàm ngày hôm nay của chúng ta, đó chính là với kinh nghiệm của bác Greg trong việc xét duyệt hồ sơ trực tiếp của sở di trú và với luật mới, luật cải cách và liêm chính chương trình E5 sắp tới thì liệu sở di trú sẽ xem như thế nào và nhà đầu tư cần chú ý những gì khi mà chúng ta làm hồ sơ. Thì nhìn chung các anh chị, EB-5 vẫn là một chương trình có tỷ lệ thành công cao nhất hiện nay. Trong suốt 10 năm đổ lại đây theo thống kê thì với loại đơn I-526 là từ 88 cho tới 93-95% và tỷ lệ được chấp thuận. Đơn I-829 thậm chí còn cao hơn, 95-97% là tỷ lệ trung bình chung trong 10 năm đổ lại đây.
Như vậy thì nhưng mà không có nghĩa là chúng ta chủ quan đúng không ạ? Chúng ta cần phải rất là tập trung. Thì bác có đưa ra bốn cái gợi ý cho các nhà đầu tư EP5. Thứ nhất là chúng ta phải đọc kỹ hướng dẫn, vì luật mới đưa ra bổ sung rất là nhiều. Luật mới đưa ra có một cái tên rất là hay, đại luật cải cách và liêm chính chương trình EP5 để bảo vệ cho chương trình, để bảo vệ danh tiếng của chương trình, và thứ hai là bảo vệ nhà đầu tư. Thì đưa ra một số những cái bảo vệ, một số những cái hướng dẫn cái chi tiết chúng ta cần phải đọc kỹ hướng dẫn để chúng ta theo cái quy định của sở di trú và những cái yêu cầu để chúng ta làm nó một cách tốt nhất. Thứ hai là chúng ta chuẩn bị cái bộ hồ sơ, bổ sung đầy đủ bộ hồ sơ. Nói chung bộ hồ sơ chúng ta đã nộp lên sở di trú là bộ hồ sơ tốt nhất có thể của chúng ta. Giai đoạn đầu chúng ta cực một xíu, nhưng mà sau khi nộp hồ sơ chúng ta chỉ việc đợi thôi các anh chị. Đợi để được chấp thuận, hay là nếu có bổ sung thì chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, vì chúng ta chỉ cần bổ sung và đợi ngày chấp thuận và đi thôi. Bước thứ ba là cái hồ sơ của chúng ta, lưu ý thứ ba là hồ sơ chúng ta cần phải rất là sạch, rất là sạch, rất là rõ ràng, rất là trọng tâm, không có đi lan man. Nguồn tiền ở đâu thì chúng ta chứng minh ở đó, nguồn tiền chính, nguồn tiền ban đầu, dòng tiền đi như thế nào, giấy tờ nó rất là rõ ràng, rất là gọn, không cần quá lan man. Và thứ tư là đương nhiên chúng ta sẽ cần cái luật sư đại diện cho chúng ta là cái người họ có kinh nghiệm, và họ đó cái track record tốt, gọi là những cái lịch sử trước đây họ làm hồ sơ tốt và được nhìn nhận trong con mắt của sở di trú rất là cẩn thận, rất là chi tiết và làm theo đúng luật, hay là những đơn vị tư vấn từ Việt Nam rất là hiểu cái việc nguồn tiền và hiểu cách làm việc, có kinh nghiệm với các nhà đầu tư M&A. Thì đó là bốn lưu ý mà bác Brad có đưa ra. Anh Phương và chị Alice có bổ sung gì thêm không ạ? First of all, thank you everybody for tuning in today. I know it's early over there. It's nighttime for me and Greg, but I know it's early morning over there. So part of it is like, I think it's good to give some helpful advice, some simple things so that, you know, it'll help you make your decision. I agree with Trudy. I agree with Greg that EB-5 still, if done properly, will have we expect it to have a high approval rate. Part of it is these are the instances where I think the experience of your law firm, your agent matters a lot, right? Because a lot of what we have right now is new law. So a lot of what we have to do is look at what USCIS has been historically worried about or concerned about and forecast into the future, right? We have to anticipate what's going to happen and then we advise you. I'll give you two examples of this. One is, they're more concerned about source of funds. And they want you to be a good person before you come to the US, right? They don't want to know any lies and everything else. Here's a situation where I see a lot of investors get tripped up on, where they don't even realize it's an issue. In the new I-526E form, they want to know about your employment history. They want to know about the companies you work for or your education. What we've noticed is a lot of times when the investors give us information, it's correct. What they do not realize, and what's very common in Vietnam though, is you may hire a citizen pathway for your EB-5 case. But if it's your travel visa, if it's your F-1, you might have hired some other travel agent. You might have hired your family, your friend, right? Who have never looked at the background of your case, who have never looked at your history. And before you know, what you do not realize is they put different information in, different dates of employment, different companies by accident. So what we tell people is gather your past DS-160s, right? To make sure the information is consistent. It's a very simple thing you can do. That will prevent that part. Another thing is, you know, if you're gonna transfer money or do source of funds, there are ways to do it lawfully. We still have investors in Vietnam transferring money, but again, work with an experienced agent, such as Citizen Pathway, who can work through these issues with you, and we'll be there to help you too. Yeah, thank you, Infu. I agree with you. Thưa các anh chị, luật sư Hương có bổ sung thêm cho chúng ta một ý là với bộ sở EP5 chúng ta phải rất là kỹ lưỡng đúng không ạ? Và giai đoạn đầu với kinh nghiệm của chúng tôi cũng như vậy, ở Việt Nam khi làm việc với các khách hàng thì có một số khách hàng nghĩ là như vậy là đủ rồi, cần chứng minh lúc trước là 13 tỷ, bây giờ là 20 tỷ, chỉ cần đưa như đó thông tin và đi như đó hồ sơ là đủ rồi. Nhưng mà không đâu các anh chị. Để mà chúng tôi có thể đưa ra các anh chị đưa ra cái phương án, cái giải pháp, cái lời khuyên tốt nhất cho hồ sơ của anh chị thì chúng tôi rất là cần những thông tin đầy đủ,
những bộ hồ sơ chính xác, tất cả đều đặt trên bàn. Thì đó là thứ nhất là trách nhiệm bảo mật, cam kết bảo mật thông tin khách hàng. Thứ hai là cái sau khi mà hiểu đầy đủ thông tin đó thì dựa trên những cái kinh nghiệm về luật, kinh nghiệm về làm hồ sơ ở Việt Nam, chúng tôi mới có thể đưa cho các anh chị lời khuyên chính xác. Chứ nếu mà một số những thông tin lịch sử về Mỹ của chúng ta mà trước đó mà không tốt, mà mình nghĩ là đã qua rồi, đã không sao đâu, rồi mình lại không có nói với đơn vị tư vấn, thì cho đến lúc chúng ta đã nộp hồ sơ lên rồi, thậm chí hồ sơ được chấp thuận rồi mà chúng ta vướng vào giai đoạn lãnh sự, thì đó là cái một cái rất là tiếc mà chúng ta phải chuẩn bị ngay từ đầu, và thậm chí phải giải trình luôn cái điều đó trong cái hồ sơ nữa kia. Có nghĩa là chúng ta phải có cái sự chuẩn bị tốt ngay từ đầu, bởi vì nước Mỹ họ đề cao cái tính trung thực, họ muốn đảm bảo là you are good person, bạn là người tốt đúng không ạ, bạn là người tốt. Nên là mình cứ kê khai đầy đủ, và miễn là chúng ta có cái sự chân thành, và chúng ta giải trình đầy đủ thông tin và theo luật sư, thậm chí là chúng tôi cũng sẽ hỏi một số những ý kiến chuyên môn từ anh Greg, từ một kỵ viên chức của USCIS, của sở di trú, khía cạnh của USCIS sẽ nhìn việc này như thế nào để chúng ta đưa ra một cái quyết định đúng đắn cho hồ sơ của các anh chị. Và luật mới đưa ra thì tốt hơn, nhanh chóng hơn, an toàn hơn. Và trong cái kinh nghiệm gần 10 năm trong lĩnh vực di trú của Season Pathway, chúng tôi trải qua các chương trình đầu tư định cư Úc, Canada, Mỹ và các nước châu Âu, chúng tôi vẫn thấy rằng Mỹ là một trong những chương trình đơn giản nhất hiện nay, đơn giản về yêu cầu cho nhà đầu tư, không yêu cầu về độ tuổi, không yêu cầu về kinh nghiệm, về tiếng Anh, về doanh nghiệp, về doanh thu của anh chị. Duy nhất họ chỉ cần cái nguồn tiền chứng minh rõ ràng, và đó là điều mà hầu hết những chủ doanh nghiệp, những nhà đầu tư ở Việt Nam chúng ta có thể đáp ứng được. Và nếu chúng ta có lý lịch trong sạch, có chúng ta là người bình thường đúng không ạ, thì hoàn toàn chúng ta có thể làm được hồ sơ này một cách rất là trơn tru và có nhiều cái lợi thế cho các anh chị. Chị Lan Anh muốn bổ sung thêm cái kết luận gì không ạ trước khi chúng ta kết thúc buổi thảo đàm ngày hôm nay? Vâng, trên cái kinh nghiệm của Lan Anh khi mà làm hồ sơ á, cùng với các cái khách hàng, thì Lan Anh hiểu rằng là ban đầu thì mình có thể là mình sẽ nghe những cái tư vấn từ Grace, từ anh Vương Lê, việc là mình phải kỹ hồ sơ, phải chuẩn bị hồ sơ rất là nhiều. Nhưng cái câu chốt cuối cùng là đúng giống như Trudy chia sẻ, mình cần phải làm một cái người tốt, trung thực trên hồ sơ của các anh chị, và dựa trên đó khi mình có một cái gọi là cái nền tảng tài chính đủ để mình có thể làm được cái nguồn tiền đầu tư là 800.000, thì lúc đó khi mà chúng ta ngồi xuống cùng với Citizen Pathway, cùng với luật sư của di trú của anh chị, thì chúng ta sẽ có thể tìm được các cái hướng chứng minh phù hợp. Và bao nhiêu hồ sơ đã trải qua rồi, và Lan Anh vẫn thấy rằng là khi mà anh chị thật sự quyết tâm thì chúng ta đều có thể tìm được cái hướng chứng minh và có một cái hồ sơ được chấp thuận từ sở di trú. Chú nghĩ là nội dung ngày hôm nay cũng khá là nhiều và bây giờ cũng khá là trễ ở Mỹ. So I know it's kind of really late in California. It's late for Greg. It's late for Greg. Yeah. Thanks, Greg. Thank you so much. It's much appreciated. Thank you for your time and your valuable sharing and opinions. So, yes, we can have. I hope that we can have another panel like this if the clients request, right? So, thank you for today and have a good We should time. Bring you over. We should bring you to Vietnam, Greg. It's more fun. Thưa các anh chị, nội dung thì chắc cũng khá là đầy đủ trong một tiếng rưỡi đồng hồ chúng ta trao đổi đúng không ạ? Rất là cảm ơn sự hiện diện, quan tâm theo dõi của các anh chị tham gia trên Zoom ngày hôm nay và các anh chị tham gia trên livestream Facebook. Chúng thấy còn rất nhiều câu hỏi chưa được đặt ra và chưa được trả lời, thì vì thời lượng chương trình có hạn nên là chúng tôi xin phép sẽ giải đáp riêng từng câu hỏi của các anh chị thông qua email, và bộ phận tư vấn sẽ liên hệ trực tiếp để hỗ trợ các anh chị. Một lần nữa cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại. Nếu các anh chị có yêu cầu thêm về những buổi tọa đàm như thế này, chuyên sâu hơn về chứng minh nguồn tiền, chuyên sâu hơn về quy trình M&A, chúng tôi có luật sư Phương, chúng tôi có bác Greg, cựu viên chức của USCIS sẽ cùng tọa đàm để mà chia sẻ thêm cho các anh chị.